chứ nếu mà trong cái thế giới tư bản thì nó rất đơn giản vì nó là của tư nhân mà. Vâng. Đây nó cứ công tư nó cứ lẫn lộn. Thứ hai nữa là trách nhiệm giải trình giữa cao với tư của mình nó thấp. Bây giờ ông phải có một cái giải trình ra quốc hội hoặc giải trình ra một cái hội đồng khoa học, xong có thứ là ông không làm. Bản thân quốc hội cũng có những cái tay giỏi để đặt vấn đề, câu hỏi mà toàn đặt cái câu hỏi để cho lấy lòng dân, để cho mình được phiếu, được giữ tín nhiệm thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là anh có trình độ để lọc vấn đề hoặc là lọc vấn đề. Mà cái câu hỏi lấy lòng dân thì nó cứ như màn kịch ấy. Câu hỏi lấy màn lòng dân nó là một cái màn kịch, nó là một cái trò chính trị. Lâu lâu mỗi ông lại được hỏi một câu nào đấy nghe mạnh mẽ tí. Ghi điểm. Bao nhiêu cái việc lớn thì cũng bàn nữa còn. Vì cái khả năng của anh nó chỉ thế. Vâng. Rất lớn, ví dụ như BBB hay là BOT, BOT hay là BT, tất cả những cái chuyện đấy, nhiều cái lớn hơn rất nhiều nhưng nó không bàn. Vâng. Thế nó không bàn được. Khả năng nó cái phải công phải học chuyên môn. Không, tức là bố đang nói là về mặt đường lối. Vâng. Anh phải dịch chuyển, bây giờ cái khả năng đầu tư của cái nền kinh tế, bố lấy ví dụ như là rút kinh nghiệm đánh giá vừa rồi Việt Nam phát triển được bao nhiêu cái là nhờ cái việc anh mở cửa thông thoáng và anh đưa các cái hình thức kinh tế mới, kinh tế đầu tư, hình thức đầu doanh, liên doanh rồi đầu tư mới vào BOT hay là BT hay cái gì đấy, và bây giờ anh chuyển sang BBB. Thế thì phải có một cái quan điểm chỉ đạo nào đấy để cho biết là vậy nhà nước nên như thế nào, lợi thế nào, hại thế nào thì trình bày. Bỏ phiếu xong còn cái việc triển khai lại là để cho một cái bọn có kỹ thuật nó làm chứ. Vâng. Anh phải cho một cái đường hướng cái đã. Nhưng mà hiện nay Việt Nam đang làm cho kiểu là có cảm giác bởi vì cái trình độ anh nó yếu. Các bạn sẽ tin yếu mà anh lại đáp ứng một cái nhu cầu thay đổi quá lớn về mặt kinh tế và xã hội, cho nên là anh cứ nhìn ông Trung Quốc ấy. Bên tàu nó làm nào, bên mình làm thế cho nên lạnh. Vì thằng ấy là nó có kinh nghiệm và cái hệ thống chính trị nó rất giống mình ấy. Cho nên là xu hướng của các ông ấy là xem bên Trung Quốc làm nào làm thế. Chứ mặc dù các xu hướng của các cái nền kinh tế khác như Singapore hay là Thái thì nói thế chứ không dám đâu. Vì cái hệ thống chính trị nó khác nhau mà. Vì hệ thống chính trị của anh có phải như thế đâu. Anh vào cái là vênh ngang. Còn mình nó còn vẫn còn cái gọi là cái nền kinh tế nhà nước nó còn chủ đạo lắm. Rồi là cái tư duy lãnh đạo của người quản lý rồi người công nhân rồi người vận hành người dân, tất cả nó vẫn rất giống với của bên hệ thống của bên tàu. Cho nên là làm theo cái của ông tàu là hợp lý. Chỉ có vấn đề là anh rút kinh nghiệm như thế nào thôi. Xong anh chuyển đổi nó dần dần, vì chuyển đổi một cái chế độ, chuyển đổi một cái hệ thống xã hội là nó phải mất hàng chục năm, không thể 1-2 năm. Thì bố cho là hiện nay nó đang đi theo kiểu đấy. Cho nên là mình cứ phân tích từ bên tàu là mình sẽ ra được cái biên phí Việt Nam, cách làm của bên tàu. Cũng có cái may là nó đang kết hợp kiểu nó hài hòa giữa cái tư bản ấy. Vâng. Tư bản với lại cái hệ thống, thực ra cái bản chất của xã hội chủ nghĩa mà hiện nay làm gì còn hai nước làm gì có xã hội chủ nghĩa gì đâu. Chỉ mỗi tí cái chính trị thì thôi, là nó một đảng thì là xã hội chủ nghĩa thôi. Bản chất là thế. Về mặt đường hướng nó đang biến đổi hết rồi. Thực ra con tìm hiểu thấy là cái chế độ tư bản ngày xưa nó kinh khủng lắm. À, thời kỳ đầu của nó cũng xương máu lắm. Nó ác độc lắm. Nó rất ác độc, nó bóc lột. Nên là sinh ra ông xã hội chủ nghĩa này nó đối chọi lại. Thì thằng tư bản nó cũng phải hài hòa theo. Đúng
nói trên cái tự chế độ tư bản mới bây giờ là mình thấy nó cũng được đấy chứ. Đúng rồi. Chứ còn tư bản cũ ngày xưa kinh khủng ạ. Tư bản cũ ngày xưa nó bóc lột còn hơn là phong kiến ấy. Bố cảm giác có một cái vai trò rất lớn trong trong cái sự phát triển cho cái định hướng, nó là cái sự dân chủ. Vâng. Chính cái yếu tố dân chủ nó làm cho thằng tư bản nó đỡ nguy hiểm và nó đỡ kiểu như là đỡ ghê gớm, vì anh phải tuân thủ cái tính chất dân chủ mà. Ừ. Người công nhân các thứ được quyền nọ quyền kia chứ. Ừ. Rồi chứ không có thì thằng tư bản nó cứ lợi ích thôi, nó cứ lợi ích nó làm thôi, còn chuyện kia tính sau. Rồi bên cạnh đấy là một cái thể chế của quốc tế nó hình thành rất là lớn, nó bắt hội nhập mà cái bản chất đấy cũng dựa trên cái quyền con người và cái dân chủ hết. Rồi nó bắt anh là một ngày chỉ được làm 8 tiếng thôi. Vâng. Chứ nếu mà không có cái đấy thằng tư bản nó cho làm 10 tiếng, 9 tiếng, đại loại thế. Thế nhưng mà nó phân tích được cái đấy, tư bản nó, bản thân tư bản nó cũng phát triển theo hướng là nó văn minh hơn. Cô lấy một cái ví dụ rất đơn giản, tức là nó phát hiện ra là à, công nhân nó phải happy thì nó mới làm được cái năng suất cao. Thế cho nên là nó phải nghỉ ngơi, nó phải nghe tí nhạc, uống cốc cà phê. Đấy, chứ còn không thể bóc lột theo kiểu ngày xưa được, là anh cứ bắt nó làm càng nhiều càng tốt được. Thế thì nó hình thành ra một cái văn minh mới. Đấy, thế tự nhiên là tư bản nó mới phát hiện ra thế thì nó lại năng suất tăng vọt. Và mọi người happy thì bởi vì bản chất con người là nếu họ happy thì họ sẽ làm tốt, đúng không? Nếu họ không happy là họ không thể làm tốt được. Và thậm chí nếu họ mà cảm giác họ bị bóc lột, họ cảm giác họ bị đối xử tệ bạc, thì họ có xu hướng chống lại. Vâng. Họ có xu hướng làm bậy và họ thậm chí họ có xu hướng lật đổ. Thế thì thằng tư bản nó phải giải quyết được cái vấn đề đấy. Kể cả chế độ nào xã hội nào cũng phải giải quyết được cái chuyện này. Con người ngày hôm nay có thể một cái xe máy ngày mai, cái ô tô ngày kia, cái nọ cái kia cao lên, người ta happy, anh phải công nhận cái chuyện đấy và anh phải đáp ứng được cái chuyện đó. Nói rồi nói bể anh cũng phải làm được cái chuyện đấy. Và người ta thấy chất lượng cuộc sống ngày một đi lên, thì dù anh bắt người ta làm 7 tiếng hay 8 tiếng hay 9 tiếng người ta vẫn cố. Trong một cái tâm thế là người ta rất happy. Còn nếu như người ta, anh làm vớ làm vẩn, anh không có một cái tương lai cho người ta, không có một cái định hình cho người ta, anh nói năng cư xử của anh là toan tức mọi thứ đó, thì dù có 6 tiếng người ta cũng cảm giác nó terrible, nó rất là khủng khiếp, mình chỉ muốn về nhà ngay thôi. Hoặc là đấy là một cái yếu tố mà muốn cho rằng là cái dân chủ và cái quyền và cái văn minh của tư bản nó đi lên. Một cái thứ hai nữa là nó có một sự cạnh tranh lành mạnh. Bản thân giữa chế độ tư bản nó chỉnh sửa và nó tốt lên là cũng nhờ cái sự cạnh tranh của nó với chủ nghĩa xã hội. Và trong quá trình cạnh tranh đấy thì thằng chủ nghĩa xã hội nó phát hiện ra là nó đuối quá, nó lý thuyết quá, lý thuyết của nó rất hay. Thậm chí có cảm giác khẩu hiệu của chế độ xã hội chủ nghĩa ấy, nó còn hay hơn của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc bây giờ còn đi theo. Xã hội phát triển, dân chủ, dân giàu, nước